Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 31 tháng 7, tỉnh Bến Tre có thêm 10 ca dương tính mới, trong đó huyện Châu Thành ghi nhận 2 ca, có địa chỉ cư trú tại xã Giao Long và Tân Phú. Huyện Thành Phú ghi nhận thêm 1 ca, cư trú tại xã An Điền. Thành phố Bến Tre có thêm 1 ca mắc mới, cư trú tại xã Phú Hưng. Huyện Ba Tri có 3 ca mắc mới, cư trú tại thị trấn 2 ca, xã An Bình Tây 1 ca. Huyện Dùng Trơm có thêm 1 ca mắc mới tại xã Bình Hòa. Huyện Bình Đại ghi nhận 1 ca mắc mới tại thị trấn, ở dịch bệnh viện tâm thần tiếp tục ghi nhận thêm một ca mắc mới. Trường hợp này có địa chỉ cư trú tại xã Thành Thế A, huyện Mỏ Cầy Nam. 10 ca mắc mới trong ngày 31 tháng 7 đều được ghi nhận trong các khu cách ly phong tỏa. Cộng dồn số ca dương tính toàn tỉnh là 774 ca, 18 ca được ra diện trong ngày, cộng dồn số ca khỏi bệnh là 149.